Theo Bộ Y tế, từ nguồn vaccine Việt Nam vừa tiếp nhận 1.074.380 liều vaccine AstraZeneca, trong đó 659.500 liều mua từ AstraZeneca thông qua VNVC được phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh và 414.880 liều do chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ireland viện trợ được phân bổ cho Hà Nội. Ngày 3 tháng 8, Bộ Y tế đã điều chỉnh quyết định 3.600 về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho thành phố Hồ Chí Minh tăng 319.000 liều và Hà Nội tăng 284.000 liều so với quyết định trước. Bộ Y tế cho biết trong 3 đợt phân bổ vaccine gần nhất, đợt 16, 17, 18, thành phố Hồ Chí Minh được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội được cấp 868.880 liều. Ngoài ra, các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được cấp lần lượt 40.000 liều và 74.500 liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều, bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn. Tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%. Số vaccine đã cấp cho thành phố Hồ Chí Minh chiếm trên 20% vaccine Việt Nam đã tiếp nhận. Tuy nhiên, để tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt miễn dịch cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh cần 12 triệu liều. Tiếp theo, Hà Nội đã được phân bổ 2.943.770 liều, bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn. Tỷ lệ phân bổ vaccine trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 26%.